Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bạn sẽ chọn siêu giàu có hay là giàu hoặc là nghèo? Đây chính là ba chị em siêu giàu, giàu và nghèo. Vì ba người họ sống chung với nhau nên họ thường xuyên cãi nhau vì ngôi nhà này quá là nhỏ, nên họ đã quyết định tự xây cho mình một căn nhà theo sở thích của riêng mình. Theo bạn, ai mới là người xây nhà đẹp nhất? Đừng quên chấm điểm phía dưới nha. À và trước khi bắt đầu video này, các bạn cũng đừng quên cho mình nút đăng ký nha. Các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Còn bây giờ bắt đầu video thôi. Let's go. Mình giàu quá đi. La 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 la, trời đất ơi, tới đây hôm nay mặc cái bộ đồ kim cương, phải đổi cái vương miệng kim cương trên đầu trăm mấy tỷ bạc à. Trời ơi, nó nhẹ cái đầu gì đâu mọi người, chỗ đỉnh mấy chục hột lên luôn. Mà cảm giác thật là sang chảnh quá đi. Hôm nay thật là xinh đẹp, mình phải rải một chút may mắn lộc tài kim cương với tất cả mọi người. Bây giờ ra kim cương của tôi đó, mọi người lấy đi lấy đi. Hôm nay đúng là một ngày bình yên. Tôi vừa bảo cái chữ bình yên một cái là cái nhà này rần rần là sao vậy? Trời, chị em với nhau mà cãi nhau suốt à. Rồi, xuống kiểm tra coi. Trời ơi, cái nhà kim cương mà em đi qua lấy cái kim cương của vậy á. Tuy là em nghèo á nhưng mà em phải có cái dư cái lòng tự trọng của mình chứ, em đâu có làm gì được chị. Trời em ơi, em tính lấy kim cương của em út luôn hả? Đây là chị, là chị cả. Trời ơi, trời. Mà nè 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 nè. Đừng có nghĩ là chị giàu mà không làm gì nha. Stop. Nè, hai người kia, chị em với nhau làm gì mà cãi lộn sòng vậy? Em đứng dưới kia phơi nắng mà em nghe quá trời của đất luôn á. Chuyện gì? Tại vì để thừa cái, cá mui để thừa cái kìa. Hả? Ủa là sao chị cá mui? Trời ơi, cái gì mà hai người cãi nhau? Sao cái gì, làm gì có đổ thừa cái gì đâu. Đây nè, em nhìn đâu, chân cai này, trời ơi, dẫn vào đất xong rồi dẫn lên sang nền của chị, xong nó đem một đùi một miếng nè, thấy không? Thì trời ơi, ủa mình sao cai dẫm lên vàng của cam mui vậy? Trời ơi, cái vàng này mắc tiền lắm đó cai. Trời ơi, ghê nè, thiệt luôn á, cuộc sống của cai xưa giờ khổ lắm rồi mà giờ á cai lỡ làm á có sai làm vô á mà chửi cai dữ gì chứ á. Trời ơi, bây giờ mình cai lỡ không đâu, quay ra đằng sau. Trời ơi, xin thấy không chôm chìa vàng của trời ơi giống sâu mông giờ thấy không? Trời ơi ông ơi, sao ông giống nguyên hai cái chỉ vàng vô cái mông của ông vậy? Trời ơi là trời. Rồi, dừng lại. Trời ơi, chị em trong nhà với nhau cứ cãi nhau hoài à. Trời đất ơi, nhưng mà cái này cũng khó lắm chị ơi. Bây giờ ba chị em nhà mình, ba người, người gì ta, ba người ba phong cách khác nhau, mà bây giờ ba cái nhà nó ghép lại sát sịt sịt như vậy, không dính mới lạ. Để em suy nghĩ cách coi. Tại sao ba chị em mình không tới một vùng đất mới mà ba chị em mình xây ba căn nhà khác nhau? Cái gì? Ủa, một vườn đất mới xây nhà. Ồ, được nè. Và sau đấy tụi mình sẽ xây những gì mà tụi mình thích thôi, không cần đụng chạm nhau nữa. Đó, thấy hay không? Cũng được. Mặc dù là chị em mình sống cạnh nhau lâu năm rồi, nhưng mà nếu mà tách ra thì càng tốt. Đúng rồi. Tách cái ron ra là tốt nè, tách ra cái ron là tốt nha. Trời đất ơi, nói chung tách ra thôi, nhưng ba chị em mình vẫn là hàng xóm mà, ba chị em kỳ cục quá. Ok các bạn, rồi bây giờ tất cả chị em đứng vô nè, mấy bạn nghe nè. Ok các bạn, ba chị em nhà mình giàu, nghèo và siêu giàu, tụi mình sẽ quyết định xây ba căn nhà khác nhau. Đấy, ok. Nói chung gì tôi vẫn thích cái nhà kim cương của tôi. Còn hai người xây chỗ nào thì cùng dẫn hai người nha. Ba là số 1. Nào, đất là số 1. Rồi, nói chung ba là số 1. Ai cũng là số 1 hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi thôi chị em ơi. Đi xây nhà mới thôi nè. Tạm biệt quê nhà gắn liền với nhau, tạm biệt. Tụi mình đi đây. Thôi chị em đi thôi, đi. Trời ơi, xây nhà, xây nhà mới thôi. Nhà mới, let's go. Ủa, trời đất ơi, các bạn nhìn nè, cái vùng đất này nó siêu rộng luôn á. Wow, kiếm đâu ra cái đất mình rộng như vậy xem. Trời đất ơi, cái đất này nha, ba chị em tụi tôi nha, xây nhà là xí quách luôn mọi người. Đó, ok. Không, cái đất này mà xây nguyên cái nhà đất đó thì đảm bảo là siêu hay luôn. Em trai, em trai, mình đi. Như vậy? Em trai bình tĩnh tập đi em trai, chỗ này không phải chỗ của em ơi. Trời ơi, chỗ riêng mà đừng có tưởng bỏ như vậy chứ em trai.
bây giờ chúng ta phải phân lô đất nữa em gì ta cay đón ơi. Rồi bây giờ có một chỗ riêng nên là nó sẽ trời ơi. Vậy nếu mà chị vậy thì bây giờ là thôi cây nhường sim là nhã giữa luôn nè, còn cây là bên này đường nè, bên này cũng rộng nè, ok cây lấy bên này. Cây ơi em không có đủ tiền để mua bên này đâu em, chỗ của em ở bên kia kìa em. Đúng rồi, chỗ của tiền đấy quá. Trời đất ơi, thì ông là người, ông là nhà bằng đất thì ông là bên này là miễn phí đâu rồi, cũng trả tiền. Nhiều quá, trời ơi, nhiều quá. Không có tiền để trả mà cũng đòi ở bên to đó, trời ơi trời. Ok thôi bây giờ chị em ta cùng xây nào. Ok các bạn, bây giờ mình cùng với ba chị em nghèo, giàu và siêu giàu sẽ xây căn nhà của riêng mình nha. Còn bây giờ bắt đầu thôi, let's go. Ok, xin giới thiệu cho các bạn, tôi chính là cái con nghèo. Buồn quá các bạn ơi, nhà nghèo mà bây giờ biết xây cái gì bây giờ, trời ơi. Nhà mình còn có đất rồi, sau đó là bây giờ còn có, nói chung là không có gì ngoài đất hết trơn các bạn ơi. Nên là bây giờ mình sẽ xây nhà đất, trời ơi là trời. Thôi bây giờ tôi xây các bạn ơi. Bây giờ mình biết nói chi giờ các bạn ơi. Bên nhà của Sim á, thì Sim xây chắc là giờ nó xây bằng kim cương. Thì bên nhà Mui thì chắc là cái nhà của nó là kiểu màu vàng hay là gì đó, mình không biết được. Nhưng mà chắc là cái Mui sẽ xây nó rộng lắm. Còn Chim á thì chắc là Chim xây rộng nhưng mà Chim không cho mình ở chung đâu. Nên là bây giờ mình sẽ gọi là xây một cái nhà bằng đất nha các bạn ơi. Thôi không sao, như hồi nãy mình cũng đã nói với các bạn rồi, tuy là nhà bằng đất á, nhưng mà bây giờ mình cảm giác là nó phù hợp thì mình xây thôi. Với lại là nó sẽ ấm áp các bạn hiểu không? Đấy, xây nhà bằng đất nó sẽ ấm áp rồi đó. Ok ok. Xin chào quý vị, tôi chính là Ca Mui Giàu, Ca Mui Vàng. Ta ngon đó đó. Và bây giờ tôi sẽ xây một căn nhà dành cho riêng tôi. Một khi đã đến nghĩ đến màu vàng thì tôi chắc chắn rồi tôi sẽ đi nghĩ đến một cái lâu đài màu vàng. Trời ơi, các bạn có nhớ đến cái chuyện cổ tích mà ngày xưa là có chuyện cổ tích mà đức vua, một ông vua ở đó mộng với một điều mong ước, đó chính là chỉ cần chạm vào một cái gì đó là cái món đó biến thành màu vàng không? Và tất nhiên rồi, đã là vua thì phải sống trong cung điện đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ xây ra như thế này. Chắc là nó không được cân đối nhưng mà thôi kệ đi. Ok. Rồi xong cái khung rồi nè, bây giờ sẽ là xây lên trên cao một xíu hè. Không thể như thế được, chúng ta hãy tạo khung đã. Đầu tiên là hai bên này sẽ là hai cái thành trì cao lên này, sau đó thì mình sẽ làm một cái to hơn, một cái ô to hơn ở đằng sau này, một cái thành chắc là thế này đi hè. Xin chào mọi người, tôi chính là mèo Simi Kim Cương đây. Chà, có vẻ mọi người đang xây nhà rất cực khổ đúng không? Nhưng bởi vì tôi là cô gái giàu nhất nên tôi sẽ không xây đâu, nên tôi sẽ dùng tiền của tôi để nhờ người khác xây. Hello anh kỹ sư Kim Cương. Xin chào, cô muốn xây nhà sao? Đúng vậy, tôi muốn xây một ngôi nhà kim cương thật là hành tráng. Và mọi thứ đều phải bằng kim cương như tôi nha, tôi mới chịu á. Được chứ ngài. Giá để xây ngôi nhà là 1 tỷ kim cương. Gì? 1 tỷ kim cương à? Trời ơi, quá là ít luôn, quá là ít luôn. Đây, tặng cho cậu 2 tỷ kim cương nè đó. Rồi, đây là 2 tỷ kim cương của tôi. Mong cậu có thể xây cho tôi một căn nhà kim cương nha. Vâng, thưa cô, tôi sẽ đi xây ngay. Trời ơi, đơn giản thế. Thế là chuẩn bị sắp có ngôi nhà rồi. Thôi bây giờ tôi đặt nguyên là cái bộ bàn trà với là nguyên cái bàn ghế ra đây nằm nghỉ xíu nha. Thôi nên anh cứ đi xây giúp tôi nha. Ok. Thế là xong. Bây giờ chỉ việc chờ kết quả thôi. La 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 la. Trời ơi, mình đúng là một người giàu thông minh mà. Xây nhà cho ta nào, ta sẽ cho các người kim cương. Xây nhà. Tôi là tôi không có cần chi ba cái nhà mà sang trọng kia các bạn ơi. Mình là mình chỉ cần là cái ngôi nhà ấm áp như vậy thôi. Đó, ok. Như đây mình thấy là cũng khá là đủ rồi nè các bạn ơi. Và bây giờ là mình sẽ xây thêm cái máy đi. Xem cái máy này nữa. Ủa vậy? Sao cái nhà của tôi kỳ vậy? Không sao các bạn à, game nó bị lắc thôi mà. Ok, giờ chúng ta sẽ lại nha. Mình là mình không có quan trọng mấy cái vật chất này các bạn hiểu không? Mình là quan trọng á là mình có một cái chỗ để che nắng che mưa. Mình không có giống như là Simi với lại là Camui. Hai người đó là quan trọng vật chất lắm các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta cùng xây lắp cho cái thành trì của chúng ta thôi, đó chính là đó, một nấc lên, hai nấc lên. Ok,
Trời ơi, nhìn nó cao to chưa đã chưa... Cái gì bị lỗi cho trời. Sao lại bị lỗi như thế này trời. No. Ok, nhưng mà nó sửa cái này thì cũng nhanh thôi, tại vì cái này là 3x3 nên là không có vấn đề. Mặc dù là cái lâu đài này hình hài của nó không được đẹp lắm thì tôi đâu có học kiến trúc đâu, hoặc là tôi đâu có biết xây đâu, nhưng mà sẽ ok. Đó, như thế này là nhìn ra cái thành đúng không? Cái này làm tôi nhớ đến mấy cái lâu đài mà được kiểu đi biển á, rất là hay có cái kiểu luật rồi, ok. Nhưng nó hơi độc lạ một xíu, nhưng mà thôi không sao đâu hen. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tạo thêm một cái thành trì ở đằng trong nữa. Rồi thêm một cái ở giữa này nữa để nhìn cho nó giống cái thành trì một xíu nha. Yes. Trời ơi, ra dáng cái thành trì quá ta. Từ cái này tôi phải thấp xuống một block mới được. Cái này nó hơi cao quá đó. Như thế thì nhìn nó mới giống nha, nhìn nó mới chuẩn cái thành. Là không biết xây xong chưa ta? Xây xong rồi hả? Thế cái gì đây? Tại sao lại một ngôi nhà bằng gỗ vậy? Nè kỹ sư, sao nhà tôi bằng gỗ vậy? Tôi đã xây xong rồi, có vấn đề gì không quý cô? Trời đất ơi, tôi đã bảo là ngôi nhà kim cương mà sao ông lại xây một cái ngôi nhà bằng gỗ, nhìn nó ghê chết đi được hả? Xin lỗi cô, đó chỉ là tiền để xây nhà thôi hả? Còn sơn thì tôi chưa tính tiền. À, vậy nên thôi khỏi nói. Đây, cho thêm 4 tỷ nữa để sơn ngôi nhà này được chưa, và bắt buộc ngôi nhà này phải bằng kim cương cho tôi, nghe chưa? Dạ vâng, thưa quý cô, ngôi nhà kim cương có mặt. Thế mới được chứ. Thôi sơn nhanh lên cho tôi nha. Ôi, kim cương đâu hết trơn rồi, thiệt tình á. Một ngôi nhà kim cương và những cái cây kim cương sao? Đúng là thứ mình thích rồi, cảm ơn nha. Ủa gì kỳ vậy? Sao nhà mình biến thành gì kỳ vậy? Ủa sao? Các bạn có thấy cái nhà của mình nó kỳ không vậy? Mình nghĩ là cái nhà của mình nó chỉ cần có thêm một cái giường nhỏ nhỏ. Đó, hợp lý các bạn ơi. Trời ơi, cái nhà của tôi là tôi chỉ cần nó vậy thôi đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhà của mình là nó chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, vậy là đủ ấm áp rồi. Cần chi mấy cái mà sang trọng xa xôi chi đúng không bạn ơi? Ok, đó, cái nhà mình vậy là mình thấy hợp lý nè. Đáng lẽ tôi có thể xây nhà nó to hơn, nó rộng rãi hơn, nhưng mà bây giờ mình thích xây nó vậy đó, đơn giản mà nó ấm cúng vậy đó các bạn. Đó, muốn ra vô cửa là nó sẽ như vậy nha các bạn ơi. Ok. Ok, trời ơi, xây xong rồi, cuối cùng thì tôi cũng xây xong rồi. Trời ơi, ở trong cung điện làm sao mà có thể thiếu đèn đúng không? Nên là bây giờ sẽ đặt đèn vào đây đó. Đèn cũng phải làm từ vàng nha, chứ còn nếu mà làm bằng từ những cái thứ bình thường nó thật là tầm thường làm sao ấy trời. Ê đẹp lạch. Ok, ra đây này, bên này sẽ là nhông, ở giữa này sẽ là nguyên một cái chùm đó, chùm đèn bằng vàng luôn, nhìn nó rất là xa gọi là sang chảnh luôn nha. Ok, bên này là hai cái đèn nữa này. Rồi ok, đèn này, bên này cũng là đèn nha. Nói chung là không thể nào thiếu luôn á trời. Ok, tiếp theo là thêm hai cái đèn hai bên này nữa. Rồi, và chúng ta cần một cái ngai vàng đúng không? Thì chúng ta cần một chỗ để ngồi, nên là bây giờ tôi sẽ xây một cái ngai vàng. Hy vọng là tôi có thể xây được cái ghế như bằng ngai vàng nha. Chắc là thế này là xong đúng không? Là xong rồi đúng không? Chắc là không cần bổ sung thêm gì đâu ha. Không được, cái này nhìn nó hơi phèn trời trời. Đây, đấy, nó phải như thế này mới ra này. Rồi tiếp theo. Rồi, bây giờ cùng ngồi thử lên cái ghế mới nè. Ôi, nó đã. Ghế bằng vàng. Bên này sẽ là nơi tôi để cái kho báu của tôi nha. Đó, bên này là tôi sẽ đặt rất là nhiều vàng ở đây này. Thêm những cục vàng nhìn rất là ngầu, thỏi vàng. Nguyên cỡ những cây vàng nó sẽ ở đây đó. Trời ơi, nó đã mát rồi này. Rồi thêm những cái đồng tiền vàng nữa. Trời ơi, bất kỳ cái gì là vàng là đều thuộc quyền sở hữu của tôi hết. Trời ơi, nhìn nó đã quá bà con ơi. Trên đời có một thứ đẹp đẽ như vàng như này chứ. Xịn quá. Ok, ai bảo không đẹp nè. Có bạn nào thấy vàng đẹp không thì các bạn comment nhé, chứ còn tôi là thấy vàng siêu đẹp nữa.
Ok, và xong rồi đây rồi ơi. Đây là chỗ ngủ này, chỗ chơi. Và điều đặc biệt hơn, tôi có một bộ sưu tập những món đồ màu vàng. Wow, siêu đẹp luôn nha. Rồi, sau khi nhờ gọi là gì đó, chú Kim Cương xây giúp tôi qua nhà thì đây, trời đất ơi các bạn ơi, những nhà của tôi nè. À, trời phát sáng khắp nơi, mọi nơi đều là kim cương hết trơn luôn. Trời đất ơi, tôi thích kim cương mà, nó chỗ nào phải có hết kim cương cho tôi nha. Rồi, bây giờ tới phần trang trí đúng không? Để coi coi, mình có rất là nhiều thứ nè. À, mình biết rồi, bây giờ dưới này mình sẽ trang trí thành một phòng khách cho mọi người đó. Trời ơi, tôi tâm lý quá mà. Đấy, bởi vì gọi là một ngôi nhà siêu kim cương, tôi sẽ trang trí mọi thứ cũng phải kim cương tôi mới chịu nha. Rồi tôi coi coi, ở đây chúng ta có bàn này, có ghế nè. Ủa ghế đâu? Trời đất ơi, có bàn cũng có ghế là sao vậy? Trời ơi, cái này là sai rồi nha. Bây giờ mình cần cái ghế sofa đó, một cái ghế màu xanh. Trời ơi, nhìn nó đã dễ sợ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hết những thứ mình cần để mình trang trí. Rồi bây giờ trước hết mình sẽ đặt một cái sofa siêu bự đấy ở giữa này, và tiếp theo mình sẽ để một cái tivi của mình đó, tivi siêu xịn nha mọi người đấy. Và hoặc thậm chí thì mình có thể lấy cái bự hơn nè mọi người đấy. Tôi có cái bự hơn nha, tôi chỉ khiêm tốn thôi. Đây mình sẽ để một cái tivi bự đây đó. Trời ơi, đã chưa. Đây tôi để hai cái tivi luôn đó. Bạn nào thích coi hai cái tôi cho hai cái luôn đó. Mày vậy mới là thể hiện nhà giàu chứ. Đó, và tiếp theo là có mấy cái bàn xanh xanh cute nè. Đó, sở thích của tôi. Và tiếp theo mình sẽ để thêm mấy cái cây hoa kim cương của tôi nữa. Rồi, còn cái gì nữa? À, mình có mấy cái thảm này nè mọi người. Thảm màu xanh cute của tôi. Đây, tôi sẽ cho cái thảm này ở đây cho mọi người. Đó, tan 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 tan. Một cô gái yêu màu xanh, ghét sự giả dối. Đấy, ok. Thấy chưa, bước vô lại cảm giác thấy giàu rồi. Mà khoan, bạn nào bước vô nhà tôi nha, tôi sẽ khuyến mãi người đấy gì ta, kim cương đó. Đây, vô cái là bước vô nhà một cái không biết gì là phải có quà trước đã đó. Cái gì chứ cũng phải gì ta, phải chiều khách chứ đúng không đó. Mới vô là tôi sẽ cho khách gọi là hàng mở. Ôi chết, cái này nó, cái hộp quà nó lủng từ mình luôn mọi người, ghê quá. Trời, thôi dùng cái này đi ha. Đó, rồi nói gì nói, bước vô nhà tôi cái là phải mở quà ra cho đất ngờ đó. Quà dành cho gọi là những người gọi là bước vào nhà tôi thăm tôi đó. Ok đó, với món quà 10 tỷ kim cương, với gọi là một cái bàn, một cái ghế và có hai cái tivi siêu bự. À mà khoan, quên nữa, đây tôi phải cho thêm cái thảm chùi chân vô nữa. À, và ngoài mình sẽ trang trí thêm hoa màu xanh của mình đó. Rồi thì đấy chính là tầng 1 của mình nè. Nói chung là mình cũng chỉ trang trí nó đơn giản xương xương thôi. Đó, mới tầng 1 thôi mà làm gì mà trang trí dữ đúng không. Đó, trang trí hoa nè. À, mình quên, mình phải treo một số bức tranh kim cương của mình. Bụp bụp đó. Trời ơi, căn nhà của tôi nó lấp lánh quá trời. Mắt tôi chói lá rồi mọi người ơi. Toàn là màu xanh mà tôi yêu quý. Trời ơi, cái nhà gì chứ phải có mấy cái dây này treo cho nó dễ thương đúng không. Đấy đó, đó, trời ơi, cái nhà nó dễ thương biết bao nhiêu. Thôi, ước gì mình có thể treo kim cương lên đây để cho gọi là cái nhà mình nó lung linh hơn. Nhưng mà thôi, mình cũng phải từ tốn mọi người chứ. Cứ khoe gì cho mọi người gọi là nói mình chết. Rồi, và tiếp theo đó chính là căn phòng ngủ của mình. Rồi, bây giờ phòng ngủ của tôi á, đặc biệt phải có giường. Mà phải giường công chúa mới chịu nha. Đó, chứ giường mình thường là tôi không chịu, tôi khóc cả lễ đó. Rồi, và tiếp theo mình sẽ cho thêm hai cái bàn màu xanh của mình dưới đây nữa nè. Với thêm gọi là một hai cái chậu hoa màu xanh nữa. Đó, nhìn cho nó dễ thương. Ta-da! Mình có ghế sofa, mình có bàn, có thảm chùi chân màu xanh. Đây, thảm chùi chân màu xanh, mời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cái bàn để mình đặt ra. Đây, đó, để ghế sofa lên. Đấy, trời ơi, sang xịn mịn liền. Rồi và tiếp theo mình sẽ cho cái đèn lên. Trời ơi, cưng ác quá. Vậy thì mình sẽ để một cái đèn lên đây á. Ta-da! Đó, một cái đèn với một cái bông hoa. Rồi, vậy để coi có gì không. Chúng ta còn... À, trời ơi, tôi quên mất giờ hai cái bộ đồ 100 tỷ bạc của tôi mà tôi không treo ra là tiếc cả một đời người nha. Đó, xin giới thiệu với bạn những trang phục siêu cute của mèo Sumi. Đó, thấy chưa, trời ơi, một khi á, tôi là thánh cuồng kim cương rồi, thì cái gì cũng phải bằng kim cương tôi mới chịu, không là tôi khóc cà lẫy đó. Rồi, đó, thêm bộ đồ cosplay kim cương của tôi nữa, đấy. Trời ơi, nhìn cái nhà tôi nó sang hẳn, nó sang gì đâu á mọi người. Đó, trời ơi, có cái thảm chùi chân nhìn nó sang gì đâu á mọi người.
Đó, đặt hai cái luôn mới chịu nha. Ô, trời ơi, cái dây đèn bằng hoa nha mọi người. Trời ơi, dễ thương xỉu luôn. Đây, ôi, đó, tan tan tan, rất là công chúa luôn. Rồi, xong cái phòng ngủ, chị giá bạc tỷ của tôi chưa nhiều đâu. Ồ, khoan, cái gì chứ đi đâu mày có trang trí cái bức tranh gọi là triệu đô của tôi. Đây, đó, đi đâu phải đánh dấu lãnh thổ là ok. Nhìn ngay là biết là nhà của chị mèo Sammy rồi đó. Ok. Rồi, và tiếp theo, căn phòng mà tôi thích nhất đó chính là căn phòng lưu niệm. Đấy, căn phòng lưu niệm là sao? Là căn phòng này sẽ chứa rất nhiều món đồ quý giá nhất trên đời này đó. Trời ơi, kim cương đá quý gì đã trong đây hết trơn luôn đó. Bản siêu tập của tôi, mũ, hoa kim cương, nhẫn kim cương, trái tim kim cương, viên kim cương pha lê, nước kim cương, khối kim cương, kim cương, kiếm kim cương. Đó, trời ơi, cái gì mà kim cương hết cho tôi, kim cương hết nha, tôi mới chịu. Không biết những người còn lại như nào ta, chứ tôi xong rồi đó. La 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 la, trời ơi vui quá đây. Ok các bạn, cuối cùng ba chị em mình đã xây xong nhà nè. Không biết mọi người xây như thế nào ta. Xin mời mọi người thả tấm màn xuống. Tấm đẹp mờ trên màn, dáng địa điểm gõ ghiền. Chị gái à. Chúng ta đã thả gọi là ba cái tấm, hai tấm màn xuống và ủa cái gì vậy? Ủa cái gì? Có chồng đặt cây kim cương luôn hả? Trời ơi, chứ sao em lại với thời đại gia tỷ phú kim cương mà cái gì cũng phải trồng, như cái gì cũng phải bằng kim cương hết. Ủa khoan, Caron ông xem cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi. Cái thuê nhà của Kai, cái thuê nhà của Kai á. Ok, chúng ta sẽ review từng ngôi nhà một nha, rồi xin mời ngôi nhà của Caron trước. Ủa? Caron, tôi nhớ hồi trước là ông cũng ở trong cái nhà nó xịn lắm, sao giờ cái nhà này nó kỳ vậy? Trời ơi, nãy Sim nhớ Kai nói gì hả? Kai á là không có sống vật chất, Kai không có cần mấy cái nhà gọng kim cương như Sim với Mui được đâu. Kai là vô đây à. Kai á là Kai chỉ cần cái giường để ngủ, mà tính ra cái giường là còn sang á. Thôi không cần giường đâu. Sao sang? Giờ này không còn sang luôn hả? Ủa cái gì? Ngủ trên đống rơm mà. Còn cái chết với cái toilet ở đây nữa hả? Cần một chỗ để đi vệ sinh thôi là đủ rồi đó. Không? Rồi sau đó là mình cần một cái gương để mình để đồ thôi là đủ rồi. Vậy là đủ với Kai lắm rồi. Ok, thì nói chung đây là ngôi nhà. Ô, con nguyên đống rơm này hợp lý nè. Ô, cảm ơn Mua nha. Trời ơi, đống rơm này tí nữa làm cái mền đất nè. Sao không? Hả? Sao không? Sao trời? Lại á, sống cùng nhà với mình á, nên là mới nhìn nó kiểu thoải mái thoáng đãng một xíu á. Bây giờ tách nhà nhau ra cái nhìn hết liền luôn này. Trời ơi, nhìn nó tù túng mà nhìn nó trời ơi. Sao nhìn ra? Sao nhìn nó rồi là gì ta, nhỏ nhắn dữ vậy mà nó còn ok, nói chung tôi sẽ không đánh giá đâu. Cái này tôi sẽ nhờ các bạn đánh giá. Ok các bạn thấy ngôi nhà của bạn Caron bao nhiêu điểm các bạn? Đừng coi bài luật phía dưới cho tôi biết nha, chứ thấy bạn Caron vậy là trời ơi. Cái gì vậy? Caron dẫn bạn về nhà. Trời ơi, ông dẫn bạn về nhà luôn hả? Rồi Caron tỉnh dậy rồi qua dậy nhà. Rồi qua nhà chị có môi nè, rồi chị có môi vàng. Chị có môi vàng ơi. Đây bên này chắc các bạn đừng mời lâu rồi. Cho mọi người còn nhớ đến câu chuyện cổ tích mà mình đưa và cái gì là cái đấy biến thành màu vàng không? Em biết, trời ơi đất ơi. Đây chính là lâu đài của vị vua đó đó. Wow. Trời đất ơi. Trời ơi, gia tài của chị cá mui nè mọi người. Trời ơi, bằng vàng hết nè. Oh my god. Trời ơi. Mấy cái vàng này nó lấp lánh quá. Trời ơi, không hợp với hả mình. Trời ơi. Còn bên này nha, đây là những cái thứ mà mình mua đấy đã chạm vào. Nó biến thành vàng kia là bộ xương nha. Bộ xương cũng là bộ xương vàng nha. Trời ơi, cái này như gọi là bảo tàng nghĩa mọi người. Đúng là cá mui vàng. Ủa? Xong chị bạn. Chị có bộ xương này không? Chị có bộ xương này với em không? Trời ơi. Không, dắt bạn em về đi em. Chị không. Wow. Chắc bạn em đâu. Trời ơi, còn đây là chỗ của ca mui nè. Trời ơi, có cả táo vàng đây mọi người. Trời ơi, đúng là ngôi nhà trong vàng truyền thuyết mọi người. Ok các bạn, thì các bạn thấy ca mui gọi là ngôi nhà bằng vàng ca mui bao nhiêu điểm thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới phần bình luận nữa nha. Trời ơi, tôi thấy ngôi nhà này xứng đáng điểm cao đó. Wow, đẹp quá. Quay trở lại. Đường. Trời ơi. Mẹ ông... chung cũng đường thôi, không có gì đâu. Ông bớt chê người ta đi. Trời đất ơi, trời thiệt tình á. Rồi, bây giờ tới với cô gái cuối cùng. Mèo Simi. Hello everyone. Ngôi nhà bằng kim cương, cây cũng bằng kim cương, đất cũng bằng kim cương và hoa cũng bằng kim cương. Đó. Đáng quá rồi. Tại tôi
người ta là đào kim cương, của tôi là gì, tôi trồng kim cương đó, mọi người, tôi rắc kim cương, tôi trồng kim cương đó, cái đấy thì sao hả, cái đấy thì sao, nhìn nó ngọt ngạt quá, không vui vậy chơi đó, nhìn trời nó ngọt ngạt quá ơi. Đây mời vô trước nè, rồi mọi người đi vô đúng không, khách vô nhà tôi phải làm gì, mở quà trước, xin mời các quý khách mở quà đi ạ. À. Ê, có quà cho cay đúng rồi hả, có quà cho cay đúng rồi hả, luôn trời ơi, tôi chứ sao, tôi tặng mở trước đi cay. Wow, ok cơ. Quên, cay đâu có thích tiền đâu, mấy cái này vật chất quá. Trời ơi. Trời ơi, để xem này, để xem là có vàng không. Ủa, mấy cái món quà này có vàng không xem. Trời ơi, chị em tặng kim cương thì em tặng kim cương thôi, một cái thông cảm đi. Và đây kim cương thích vàng rồi, thích vàng rồi. Tại nhìn cái dây nơ màu vàng này, tưởng có vàng thì trống quá sao. Rồi, ok. Nói chung đây là ngôi nhà kim cương của em. Mọi người để là cái giống, cái sàn nó làm bằng ánh sáng kim cương. Trời ơi, mọi người thấy không? Ánh sáng chói lóa. Đúng sao rồi, này. Cái sàn của tôi nó chói lắm, mọi người, nó chói hơn cái mặt tôi nữa mọi người. Đây mà tiếp theo, lên đây đó. Phòng ngủ của em đó, cũng không thua kém gì, cũng sáng chói lóa. Những chiếc đèn bông hoa bằng gọi là mấy chục tỷ kim cương của em hết đó. Vâng. Trời ơi, xin phí tiền quá vậy Sim, thiệt luôn á, xin đúng phí tiền luôn á. Trời ơi, tạo láo rồi, nhà tôi nhiều kim cương, tôi làm nhiều quyền tôi chứ. Và đây, gửi cho mọi người. Siêu tầm những thứ bằng kim cương đắt đỏ nhất trên thế giới. Vương miện kim cương, hoa kim cương, nhẫn kim cương, nước kim cương, pha lê kim cương, trái tim kim cương, cái gì cũng bằng kim cương hết trơn. Đó. Ê, cho chị uống thử cái nước kim cương. Ê, xem không, có được thử không, không được thử chị. Chị mà uống này vô chị sẽ biến thành người kim cương đó chị, nguy hiểm lắm. Không, có nước màu vàng thì uống, chứ còn nước thôi. Và đây, dưới đây em thì cho mọi người xem một chuyện mà chắc chắn mọi người sẽ không ngờ tới. Đây, xin giới thiệu mọi người. Căn hầm bí mật suối kim cương. Tôi đã gọi là tôi đã khai thác được một cái suối kim cương mọi người đó. Các bạn bây giờ nghe suối kim cương bao giờ chưa? Chưa bao giờ đúng không? Nhưng mèo Simi này đã làm được một cái con suối kim cương mọi người đó, thấy không? Cái suối này sẽ chảy ra trong cái suối này, nó sẽ chảy ra kim cương đó hả? Đúng vậy, và nó đã tích tụ thành những khối kim cương này nè. Chị thấy không? Đó chị có thắc mắc tại như vậy. Chị thắc mắc tại sao là ngày nào em cũng mặc đồ kim cương không? Là vì cái suối này đó. Trời đất ơi. Đấy, nếu mà thế thì Simi sẽ không bao giờ nghèo luôn, đỉnh nha, đỉnh nha. Em mà rồi, đây. Ok các bạn, thì đây chính là tổng thể ba ngôi nhà của ba chị em, gọi là nghèo, giàu và siêu giàu. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm ba chị em và tôi được bao nhiêu điểm, thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới cho ba chị em và tôi nha. Rồi chị em ơi, đứng đây. Trời ơi, chào mấy bạn nè. Đây. Hey, coming. Ok, rồi cay đứng bên kia, cay nhà cay bên kia, và lộn rồi đó. Ok, các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới cho ba chị em tụi tôi nha. Còn bây giờ bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Bye bye. Bye.